Minh Phi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tối FPNC ngày 14 tháng 8 năm 2017 trên kênh truyền hình FPNC. Như thường lệ, trước khi bắt đầu bản tin, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Phi điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nhận định có nhiều yếu tố hỗ trợ giảm lãi suất trong năm nay. Bộ Tài chính không cho phép Viettel bảo lãnh nợ cho công ty con ở nước ngoài. Bộ Tài chính yêu cầu thoái hết vốn nhà nước tại Sapeco và Hapeco trước tháng 12. Thưa quý vị, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia vừa đưa ra nhận định từ nay cho đến cuối năm có nhiều yếu tố hỗ trợ giảm lãi suất. Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, áp lực từ phía tỷ giá không quá lớn, đồng đô la Mỹ đã giảm hơn 7% so với đầu năm nay. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất trong năm nay hiện xuống còn dưới mức 50%. Cùng với đó, lạm phát nhiều khả năng đạt được dưới mục tiêu quốc hội đề ra, tức là dưới 4%. Hiện việc phát hành trái phiếu chính phủ 5 tháng còn lại của năm 2017 chỉ còn khoảng 25% kế hoạch. Lãi suất trái phiếu chính phủ các kỳ hạn cũng đồng loạt giảm 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm so với thời điểm cuối tháng 6, thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016 ở các kỳ hạn, tạo điều kiện hỗ trợ việc giảm lãi suất đối với khu vực ngân hàng. Bằng báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng nhận định, tháng 7 năm 2017, thanh khoản của hệ thống ngân hàng khá dồi dào, biểu hiện ở lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, giảm từ 0,6 đến 1 điểm phần trăm so với thời điểm cuối tháng 6 và giảm từ 3 đến 4% so với đầu năm. Đây sẽ là những yếu tố hỗ trợ khả năng lãi suất giảm tiếp theo trong những tháng cuối năm. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ ngành về việc bác đề xuất bảo lãnh vay vốn cho công ty con của Viettel. Nguyên nhân là vì đề xuất đưa ra trong tình trạng công ty đang lỗ kéo dài và âm vốn chủ sở hữu. Hiện Viettel đang đầu tư ra nước ngoài thông qua công ty Viettel Global. Viettel đã đệ đơn kiến nghị được bảo lãnh vay vốn cho dự án này. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp chỉ bảo lãnh cho các công ty vay vốn với điều kiện các công ty con phải có tình hình tài chính lành mạnh và không có các khoản nợ quá hạn. Theo rà soát của Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2016, Viettel Global lỗ hơn 3.700 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 22.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước, cần xem xét lại quy định về việc cho phép doanh nghiệp nhà nước bảo lãnh cho các công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Về việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, các quy định hiện tại chưa hướng dẫn việc trích lập các khoản đầu tư vào các tổ chức kinh tế nước ngoài mà bị lỗ. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm trong huy động quản lý và sử dụng các nguồn vốn tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, để thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 5 tháng cuối năm 2017, Bộ này đang đề nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán toàn bộ vốn nhà nước tại Hapeco và Sapeco, đảm bảo hoàn thành xong để chuyển tiền về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 1 tháng 12 năm 2017. Liên quan đến việc cổ phần hóa thoái vốn tại Sapeco và Hapeco, tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đối với Hapeco, đơn vị này đã ký hợp đồng tư vấn về giải pháp thực hiện thoái vốn theo hình thức đấu thầu rộng rãi với liên doanh gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam. Hiện đơn vị đang hoàn thiện tờ trình về phương án thoái vốn để trình Bộ Công Thương. Đối với Sapeco, tổng công ty này cũng đã ký hợp đồng với tư vấn giải pháp thoái vốn theo hình thức đấu thầu rộng rãi với liên danh gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Ernst & Young và Công ty Cổ phần Thông tin Định giá Việt Nam. Đơn vị này đang xây dựng phương án thoái vốn để trình Bộ Công Thương. Bộ cho biết việc thoái vốn tại hai đơn vị sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, chống lợi ích nhóm. Hiện nhà nước đang sở hữu gần 90% vốn tại Sapeco và 82% vốn tại Hapeco. Với thị phần bia nội địa, hai đơn vị đang nắm giữ tới 60% thị phần, trong đó Sapeco chiếm khoảng 40%. Trong chuyên mục Mỗi ngày một con số, ngày hôm nay Minh Vi muốn đề cập đến con số 9.000 tỷ đồng. Đây là số tiền ngân sách trung ương dành để trả lãi nợ công của chính phủ. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến tháng 7 năm 2017, ngân sách trung ương bội chi hơn 87.000 tỷ đồng. Trong 7 tháng qua, các khoản chi đầu tư phát triển chiếm chưa đến 120.000 tỷ đồng, nhưng chính phủ phải dành hơn 62.000 tỷ đồng trả nợ lãi.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 7 tháng qua, tổng thu ngân sách hơn 666.000 tỷ đồng, chỉ bằng 55% dự toán. Bộ Tài chính đánh giá tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so với dự toán năm. Hiện đã có 43 trên 63 tỉnh thành thu ngân sách nội địa đạt từ 56% dự toán năm trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn 20 tỉnh thành thu chưa đảm bảo tiến độ, gây bội chi ngân sách hiện tại. Con số ấn tượng vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu bản tin FPNC. Minh Vi xin mời quý vị đến với phần 2 qua những thông tin nổi bật trên thế giới. Ấn Độ đình chỉ giám đốc bệnh viện để 72 trẻ tử vong vì thiếu oxy. Nhiều mô hình trồng rau sạch tại nhà xuất hiện tại ngày hội nông trại xanh Phú Mỹ Hưng.